chào, mình là Huyền Trân, là founder của công ty Pháp Lý Dway. Hôm nay Trân sẽ không chia sẻ kiến thức về pháp lý nha. Được sự gợi ý của một bạn khách hàng thân thiết của Dway Legal, thì Trân quyết tâm cho ra chủ đề ngày hôm nay, đó chính là những thủ đoạn lừa đảo chúng ta thường gặp khi hoạt động kinh doanh. Xin mời các bạn theo dõi nha. Các bạn sẽ thấy là hiện nay thì xã hội càng phát triển, các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi hơn. Thì các bạn cứ nghĩ là đối với các bọn lừa đảo, họ chỉ nhắm tới những cái đối tượng là những cái cá nhân thôi. Tuy nhiên thực tế ra nha, các thủ đoạn lừa đảo đối với cá nhân thì nó rất là muôn hình vạn trạng. Còn trong công ty hầu như là nó có khuôn mẫu luôn các bạn, rất là khủng khiếp. Và cái thủ đoạn này thì họ áp dụng cho hầu hết tất cả những cái doanh nghiệp mà chúng ta mới bước vào hoạt động kinh doanh. Nó cứ lặp đi lặp lại, bởi vì đa số là mọi người chỉ mở công ty một lần thôi. Đó cho nên là họ cứ lợi dụng tâm lý đó, người nào cũng là người mới hết, bước vào lúc nào cũng chân ướt chân ráo, còn bỡ ngỡ. Thì họ cứ đánh vào cái đòn tâm lý đó và bắt đầu trục lợi từ chúng ta. Và thủ đoạn như thế nào thì Trân sẽ chia sẻ sau đây ha. Chị đọc cho em được không chị? Chị đọc hay sao? Cái đó thông báo của nó là qua vậy. Là cái mã số thuế của anh đã được cắt để anh ghi lại một. Dạ, tại vì chưa có nhận được cái thông tin gì hết trơn á. Dạ alo. Dạ anh có biết tên đọc anh ghi lại luôn ha. Dạ. 0316 0316 2600 2600 157 157 tất cả 10 số nha. 0316 200157. Đúng rồi, 10 số, mã số thuế cắt tàu ngày 17/3/2020 nha. Đăng ký kinh doanh là ở G2-10 Trần Văn Dầu, Lê Minh Xuân, Bình Chánh nha. Dạ. Anh Trần Tấn Đạt, đăng ký chứng minh 225-403-253 đúng không? Dạ. Em là Mỹ Dung, Dung hiện tại tiếp nhận thông báo kiểm tra để hoàn tất hồ sơ luôn. Đồng thời tiếp nhận thuế công văn đây gửi về hướng dẫn chính sách ưu đại thuế những năm đầu ha. Chúc anh quản lý đơn vị không bị sai sót khi bên thuế khảo sát luôn nha. Dạ. Hiện tại thuế nhà nước ban hành niêm yết mức phí là 490.000 ạ. Cho anh các hồ sơ rồi em gửi thuế về địa chỉ nào có mặt để mình dễ nhận luôn em ạ. Dạ, cái bên đó luôn chị. Dạ, gửi ra dạ, bên mình là bên cái đơn vị nào chị? Bất ngờ sau này có gì em liên lạc. Dạ, anh gọi cho anh pháp luật nơi tiếp nhận bổ sung công văn luật thuế anh ha. Nơi xác nhận công văn luật thuế hả? Dạ, chúng ta pháp luật nơi tiếp nhận bổ sung công văn luật thuế anh ha. Dạ, rồi, cảm ơn chị. Vâng, anh thông báo kiểm tra để gửi thuế về đơn vị nha. Một hai ngày nữa bưu điện đến thì tao liên hệ, nếu đang ngồi thì em nhắn người nhà địa chỉ biết luôn. Mình đang nhận thuế tài thuế miễn chung gửi về, mình thanh toán mức phí là 490.000 nhanh đạt. Dạ. Dạ, từ sau gọi hồ sơ công bố trên trang chính thức tổng cục thuế. Để sau thắc mắc không rõ hay hỗ trợ thuế mình liên hệ số này luôn ha. Dạ, cái này địa chỉ mình ở đâu vậy? Cái cơ quan mình nằm ở đâu vậy? Ở quận Nhất anh. Quận Nhất hả? Quận Nhất cái đường nào đó, có gì sau này em muốn làm việc trực tiếp em tìm hiểu rồi. Cách mạng tháng 8 đến Hà Nội Nhất ha, cảm ơn cách mạng tháng 8 đến Hà Nội Nhất. Dạ, cách mạng tháng 8 chứ là đường Tôn Thành đó hả chị? Ủa đâu phải, cái đó là cách mạng tháng 8. Dạ, ok chị. Dạ, em tên Dung ha. Dạ, chị Dung. Vào cái thời điểm mà chúng ta sẽ được biết là hiện nay chúng ta ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh á, là chúng ta sẽ nộp hồ sơ qua cái cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia, tức là nộp online. Thì sau khi mà doanh nghiệp chúng ta đã được chấp thuận hợp lệ cấp một cái mã số thuế dự kiến trong cái biên nhận gọi là cái receipt á, thì chúng ta sẽ có trên đó là kính gửi công ty, địa chỉ và mã số thuế dự kiến đó. Sau khi mà chúng ta đã được chấp nhận hợp lệ ha, chúng ta cầm bộ hồ sơ gốc lên trên sở kế hoạch đầu tư nộp vào. Thì khi mà trên sở kế hoạch đầu tư ghi nhận các bạn là đã nộp lại bộ hồ sơ gốc ha, thì sẽ chắc chắn là sẽ có một cái bên người ta gọi cho các bạn và nói là giọng rất là nghiêm túc nha, rất là giống như kiểu nhà nước á. Alo, đây có phải là công ty đó không? Rồi anh chị ghi mã số thuế của mình à. Đó, thì đọc mã số thuế cho các bạn đúng y chang luôn. Các bạn thường hay có cái tâm lý là khi mà
có ai đó gọi tên, đúng họ tên các bạn và đúng số chứng minh nhân dân là các bạn chết trơn. Các bạn cứ nghĩ là những cái thông tin đó là những thông tin cá nhân và không ai biết những thông tin đó, cho nên nó kiểu ai mà gọi tên các bạn là đúng họ và tên Trần Thị Huyền Trân, à, chứng minh nhân dân số đó, cái các bạn cứng giống như bị điểm nguyệt vậy đó. Đó, các bạn cứ nghĩ đây là cơ quan nhà nước, sai rồi, không có đâu các bạn. Thông tin công ty cũng vậy, khi các bạn mở công ty ra là nó sẽ có cái mục là chúng ta cần phải đăng bố cáo thành lập công ty, và cái thời điểm đó, ngay cả thời điểm mà chúng ta công ty chúng ta khai sinh ra thì công ty chúng ta sẽ được niêm yết và tất cả mọi người ai cũng biết thông tin đó hết, ai cũng biết tên công ty các bạn nè, địa chỉ nè, mã số thuế, à, tức là mã số doanh nghiệp á. Đó là những cái rất cơ bản, nó giống như tên và chứng minh, à, tên và số chứng minh nhân dân của chúng ta vậy đó. Cho nên khi có ai gọi đến cái tên và cái số mã số thuế, cái các bạn giống như bị điểm nguyệt, cái các bạn là trong đầu đã chuẩn bị lo lắng, à, không biết mới mở công ty ra có gì đây. Đó, xong cái rồi nó sẽ nói tiếp là mã số thuế là ghi vô chưa, xong rồi, à, bây giờ anh chị cung cấp cho tôi cái địa chỉ để tôi gửi cái tài liệu thuế, hay là cái nói theo cái cách nào đó, họ có thể mỗi nhân viên trên đó biến tướng một chút xíu, nhưng đại khái là họ sẽ gửi cho các bạn một cái tài liệu thuế gì đó để mà chúng ta tham khảo. Họ không nói tham khảo đâu, họ nói là để gửi tài liệu thuế gì đó thôi. Thì các bạn sẽ có cái tâm lý, thứ nhất á, là ở Việt Nam á, đa số là cái thủ tục thuế chúng ta nó hơi bị phức tạp và nó lằng nhằng, bởi vì chúng ta chưa có khai báo, thứ nhất là đa số mọi người không khai báo, à, nó trùng khớp lắm, rồi mỗi lần cơ quan thuế tới kiểm thì đa số ai cũng bị phạt hết, rồi chúng ta sẽ có những cái lời truyền miệng, những cái giai thoại là thuế mà xuống là các bạn phải coi chừng tiền, rồi phải bị phạt, rồi này kia kia nọ. Nó các bạn nghe tới tài liệu thuế cái là dạ, đọc địa chỉ cho người ta thì kết quả các bạn sẽ nhận được như thế nào? Nó vui lắm các bạn. Đây, thứ nhất là các bạn sẽ nhận được một cuốn tài liệu thuế như vậy nè. Cái thứ hai nữa, họ không có đưa sách cho các bạn mà cái họ sẽ đưa cho các bạn một cái đĩa CD. À, các bạn thấy không, bây giờ máy tính xách tay á, là đa số là đã bỏ hết cái đầu đọc đĩa CD rồi, bởi vì cái đĩa CD bây giờ người ta không còn thông dụng nữa, nó dễ hư rồi, nó ít dung lượng, bây giờ họ dùng USB ổ cứng hoặc là bây giờ online hết. Mua cái đĩa CD này á rồi sao đọc, rồi đọc trong đó hiểu cái gì, rồi trong đó có gì, nhiều khi cái đĩa đó là đĩa trắng nữa đó, và chúng ta sẽ mất gần 500.000 đó các bạn. À, và tại sao mà cái thủ đoạn này nó vẫn tiếp diễn, bởi vì á, cái họ xây dựng quy trình rất là khéo. Thứ nhất là khi họ gọi đến, họ không hề xưng họ là người của chi cục thuế quận nào hết, họ chỉ nói là các bạn, họ giống như là gây nhầm lẫn, gây mù mờ cho chúng ta, là họ sẽ nói là bên thuế, tức là bên tập huấn thuế hoặc là bên cái gì, cái phòng gì của thuế á. Rồi sau đó là họ sẽ nói là các bạn ghi mã số thuế nè, rồi gửi tài liệu thuế nè, thuế, các bạn đang bị ám ảnh thuế mà, các bạn nghe vô các bạn sẽ bị tung hỏa mù và các bạn sẽ bị cuốn theo cái đó. Họ làm giọng nghiêm túc như chúng ta, cứ đẩy đưa chúng ta vào cái guồng của họ, rồi họ kêu cung cấp địa chỉ và họ ship code đến cho chúng ta, tức là họ ship thu hộ á. Thì giống như một cái việc là chúng ta mua hàng online thôi, thuận mua vừa bán đó, nó không hề có một cái gì đó, tức là họ vẫn đưa cho chúng ta một vật và chúng ta đưa tiền lại cho họ, nên là nó không có trắng trợn là một thủ đoạn lừa đảo, nhưng bản chất của nó là một thủ đoạn lừa đảo núp bóng với những cái hình thức rất là tinh vi. Có trường hợp rất là thú vị là một chị đồng nghiệp của Trân á, là chị mở công ty nhưng mà là ông chồng chị là người nước ngoài, thì chị mới đứng ra mua sim cho chồng chị để mở công ty á, để mua cái sim để mà sử dụng á. Thì bọn lừa đảo này nó gọi tới chồng chị luôn, nó nói là anh mở công ty hả, bây giờ anh cho địa chỉ để tôi gửi tài liệu thuế. Trời, ông chồng người nước ngoài mà nghe tới thuế rồi cơ quan nước ngoài sợ mất mặt luôn, sợ xanh mặt luôn các bạn. Và chị rất là bức xúc khi mà gọi lại, ghi âm lại thì họ cứ chối và họ nói là đâu, thì cái này là tôi đâu nói gì tôi bên thuế đâu, cái này quyền lợi của anh chị mà mấy anh chị không biết, không nhận thì thôi.
cái họ cúp máy và họ rất là kiểu cũng cũng đã gặp nhiều lần á, nên họ xử lý bằng cách là họ thoái thác đi và họ cúp máy đó, thì rất là phiền. Nhưng mà bây giờ tình trạng nó đã như vậy rồi thì chúng ta cần phải nắm thông tin để chúng ta không có chúng ta cảnh giác và chúng ta không có bị họ lừa gạt, dắt mũi đi bằng những cái chiêu trò. Mặc dù là 400 mấy 500 ngàn không có phải là số tiền quá lớn, nhưng mà khi chúng ta bị như vậy thì chúng ta cũng tức lắm chứ bạn. Và hiện nay đó nè, hầu như là doanh nghiệp đã cảnh giác rồi thì họ hạ xuống luôn, họ làm việc với bên hộ kinh doanh luôn. Tức là các bạn mở ra được một cái hộ kinh doanh ha, là họ gọi tới bán tài liệu thuế luôn đó, rất là trắng trợn. Và bây giờ là họ len lỏi và trong từng ngóc ngách luôn, và thậm chí là biến tướng ra về cái việc là đăng ký những cái suất phòng cháy chữa cháy nè đó. Đa số mấy công ty cũng sợ về cái việc là giấy phòng cháy chữa cháy khó xin, rồi không đủ điều kiện, cho nên là khi mà họ gọi tới đọc mã số thuế điểm nguyệt xong, cái bắt đầu nói với các bạn là bên phòng cháy chữa cháy là sẽ có tổ chức tập huấn, cái này là bắt buộc mấy anh chị tham gia đăng ký vô, một suất là 720 ngàn, hình như vậy á. Bữa họ có khách hàng nói với chân là 720 ngàn á, rồi cái mình đăng ký, cái nó gửi cho mình cái vé tham dự. Thì thật ra những cái buổi tổ chức tập huấn đó, tại vì nó mang tính chất là tốt mà, cho nên là mọi người, nhà nước vẫn cho phép chúng ta mở những cái tập huấn đó, nhưng mà mấy cái đó nó không có quan, nó không có phải là cái bắt buộc. Và những cái mà tổ chức như của họ mục đích lừa đảo mà nó tào lao lắm, nó đâu có được cái giá trị gì đâu, mà chúng ta không biết, chúng ta mua về 720 ngàn nhân cho mấy vé là hết mấy triệu bạc rồi đó. Đó là thủ đoạn lừa đảo của họ, biến tướng ra tùm lum tùm la hết á.